C. Sao gọi là say? Do tánh suy yếu hoặc do chẳng quen uống hoặc do uống quá nhiều hoặc do uống quá lượng nên dẫn đến say loạn. D. Sao gọi là cuồng? Do nghiệp trước dẫn dắt hoặc do các căn rối loạn hoặc do kinh sợ mất chí hướng hoặc do đánh đập va chạm hoặc do quỷ mị nương bám mà phát điên cuồng. E. Sao gọi là mộng? Do tánh yếu ớt hoặc do quá mệt mỏi hoặc do thức ăn nặng nề hoặc do tác ý tư duy tướng không lành hoặc do thôi không làm tất cả các sự nghiệp hoặc do thường xuyên tập quen thói ngủ nghỉ hoặc do những nguyên nhân khác tác động như quạt mát, minh chú, thuốc uống uy thần mà sanh ra mộng mị. F. Sao gọi là thức dậy? Do sự buồn ngủ tăng mà không thắng được sự mệt mỏi do công việc nên ngủ có giờ giấc hoặc do các nguyên nhân khác nên từ mộng mà thức dậy. G. Sao gọi là sầu muộn? Do gió nóng rối loạn hoặc do đánh đập hoặc do bệnh tả quá mức truyền đi và ra máu hoặc do lao động quá vất vả dẫn đến buồn bã tuyệt vọng. H. Sao gọi là tỉnh? Tức là đã ra khỏi sầu muộn. Y. Sao gọi là phát khởi thân nghiệp ngữ nghiệp? Do trí hành làm tiền dẫn nên phát khởi thân nghiệp và ngữ nghiệp, kế đến sanh mong muốn, kế đến khởi dụng công rồi thuận theo dụng công làm tiền dẫn do thân nghiệp ngữ nghiệp chuyển, từ đây mới phát khởi thân nghiệp ngữ nghiệp. Duy. Sao gọi là ly dục? Tức là cần thuận theo ly dục thành thục, vì thuận theo sự răn dạy giáo huấn, vì xa lìa các chướng của ly dục, vì tránh tu phương tiện tư duy không điên đảo mới có thể ly dục. K. Sao gọi là thối thất ly dục? Tức là người căn tánh yếu mềm mới tu tập phẩm thiện, do đây luôn luôn tư duy hình trạng giáo mạo của kia, thọ hành thuận theo pháp thối, phiền não chướng che, lại bị bản ác lôi kéo nên từ ly dục mà thối thất. Một. Sao gọi là đoạn thiện căn? L. Sao gọi là đoạn thiện căn? Tức là người huân tập căn lành, căn thành thục các ác phẩm thượng ý vui hiện hành pháp ấy, do kia chơi theo các bạn ác, bị tà kiến trói buộc cực nặng đến tột cùng, khi hành các việc ác cho đến không còn sự sợ hãi, không còn lòng ai mẫn năng đoạn thiện căn, trong đây chủng tử cũng được gọi là thiện căn, không tham sân cũng được gọi là thiện căn, chỉ do sự hiện hành thiện căn không tương tục mà gọi là đoạn thiện căn, không do vĩnh viễn nhổ sạch chủng tử thiện căn kia vậy. Mà sao gọi là thiện căn tương tục? Như có người do tánh lợi căn, gặp gỡ gần gũi bạn lành tu nghiệp phước, thường đi đến những bậc thiện trượng phu để lắng nghe chánh pháp, các nguyên nhân khiến sanh do dự, đều đi đến các bậc ấy để xác chứng, do đây thiện căn lại được tiếp nối. N. Sao gọi là chết? Do thọ lượng tận hết nên dẫn đến chết, đây lại có ba chủng, tuổi thọ tận hết, phước tận hết, không tránh được những việc không quân mình, nên biết cũng là chết đúng thời, chết phi thời, hoặc do tâm thiện, hoặc do tâm bất thiện, hoặc do tâm vô ký mà chết. Sao gọi là tuổi thọ tận hết? Như có người đã mãn thọ lượng nên chết, đây gọi là đúng thời chết. Sao gọi là phước tận hết? Như có người vật dụng hư thiếu nên dẫn đến chết. Sao gọi là không tránh khỏi các việc không quân bình? Như Thế Tôn thuyết, thì có chín nhân và chín duyên, chưa hết thọ lượng mà chết. Những gì là chín? Đó là ăn không độ lượng, ăn thức ăn không nên ăn, ăn chẳng tiêu lại ăn tiếp, ăn đồ sống mà chẳng nôn ra, ăn thức ăn chín mà không tiêu, không cần thầy thuốc, không biết đối với mình hoặc tổn hại hoặc lợi ích, hành phi phạm hạnh không đúng thời, hành phi phạm hạnh không biết lượng, đây gọi là chết phi thời. Sao gọi là tâm thiện mà chết? Như có người khi sắp mạng chung, hoặc tự nhớ các thiện pháp đã tập học từ trước, hoặc do người nhắc khiến nghĩ nhớ, do nhân duyên đây, bấy giờ tâm kia hiện hành các thiện pháp như tín, tàm quý, tiếp đó là hết thảy tưởng thô hiện hành, cho đến lúc tưởng tế hiện hành, tức thời xả tâm thiện, chỉ trụ tâm vô ký. Vì sao? Kìa lúc bấy giờ đối với thiện pháp từng tu tập cũng chẳng thể nhớ, và người khác cũng chẳng thể khiến kìa nhớ nghĩ. Sao gọi là tâm bất thiện mà chết? Như có người sắp mạng chung hoặc tự nhớ pháp ác trước đã thường xuyên tập quen, hoặc lại do người khác làm cho nhớ nghĩ, kia lúc bấy giờ tham sân cùng các pháp bất thiện hiện hành nơi tâm cho đến hết thảy tưởng thô tế hiện hành, tức xả tâm bất thiện chỉ trụ tâm vô ký. Vì sao? Kia lúc bấy giờ đối với hiểu biết bất thiện đã tập quen cũng chẳng thể nhớ, và người khác cũng chẳng thể khiến kia nhớ nghĩ lại. Lại khi người tâm thiện sắp mạng chung, nơi thân không chịu khổ bức bách an vui mà chết, khi người tâm ác sắp mạng chung, khổ cực nặng bức bách nơi thân khổ não mà chết, lại người tâm thiện chết thấy sắc tướng không hỗn loạn, người tâm bất thiện chết thấy sắc tướng hỗn loạn. Sao gọi là tâm vô ký mà chết?
tức là người hành thiện bất thiện hoặc người không hành thiện bất thiện khi sắc mạng chung. Tự không thể nhớ, không người khác làm cho nhớ. Bây giờ người ấy chẳng phải tâm thiện, chẳng phải tâm không thiện mà chết, tức chẳng phải an vui mà chết, cũng chẳng phải khổ não mà chết. Lại bổ đặc giả la lúc còn sanh tiền hành thiện và bất thiện, lúc sắc mạng chung hoặc tự nhớ lại thói quen làm thiện của bất thiện trước, hoặc người khác làm cho nhớ lại, người kia lúc bấy giờ các thói quen thường làm, khi còn sống có lực mạnh hơn, thì tâm sẽ nhớ nghĩ rõ ràng hơn, các thói quen còn lại thảy đều quên. Nếu tất cả thói quen làm thiện và bất thiện đều ngang nhau, lúc ấy tùy theo tâm niệm đầu tiên mà mình tự nhớ, chỉ nhớ như vậy không xả, không khởi tâm khác. Kìa bấy giờ do hai lực tăng thượng của hai loại nhân mà mạng chung, tức là lực tăng thượng của nhân vui đắm hỷ luận và lực tăng thượng của nhân nghiệp tịnh bất tịnh, thọ hết quả do nghiệp trước đã dẫn rồi. Nếu kẻ hành nghiệp bất thiện, lúc bấy giờ trước sẽ thọ các nghiệp bất thiện đã làm, nên tướng hiện trước mặt là quả không ưa thích, giống như trong mộng thấy vô lượng đại sắc tướng kinh quái biến hóa. Căn cứ nơi tướng đây mà Đức Bạc Giả Phạm thuyết: nếu có kẻ trước kia đã làm nghiệp ác bất thiện và tăng trưởng rồi, kia bấy giờ giống như mặt trời khuất bóng hoặc bóng núi chập trùng, che treo lủng lẳng, che khắp, che không cùng tận, nên biết Bồ Đạt Giả La như vậy là từ sáng hướng vào trong tối. Nếu Bồ Đạt Giả La trước thọ hết quả nghiệp bất thiện, kế đến đã tu thiện thì trái với ý tướng trên, nên biết Bồ Đạt Giả La như vậy từ trong tối đi ra sáng. Trong đây có sự sai khác, tức là người tu thiện nghiệp kia khi sắc mạng chung giống như trong mộng thấy vô lượng sắc tướng, khiến sanh vui vẻ không kinh quái biến hóa. Nếu người tạo nghiệp bất thiện phẩm thượng, khi thấy tướng kinh quái biến hóa khác thường sanh khởi, thì tóc lông dựng đứng, chảy mồ hôi, tay chân bấn loạn, mắt liền bị hoa đốm, đứng tròng, nhai nước bọt. Kẻ kia lúc bấy giờ thấy hết thảy tướng kinh quái biến hóa như vậy. Nếu người tạo nghiệp bất thiện phẩm chung, kia bấy giờ hoặc có thấy hoặc không thấy tướng kinh quái biến hóa, giả sử người kia có thấy cũng chẳng thường chẳng nhiều. Lại các chúng sanh khi sắc mạng chung cho đến chưa đến giai đoạn tưởng hôn muộn, ngã ái do trường thời tập quen hiện hành, do lược đây nên ngã đang không bỗng liền yêu quý tự thân mình, nương đây kiến lập báo sanh trung hữu. Nếu ở quả dự lưu và quả nhất lai, lúc đó ngã ái cũng lại hiện hành, tuy có ngã ái mà do lược trí huệ lớp lớp điều phục nên không bị đắm trước, giống như bậc trượng phu dễ dàng đánh thắng kẻ gầy yếu, nên biết đạo lý đây cũng vậy. Nếu ở quả bất hoàn, lúc đó ngã ái không hiện hành trở lại. Lại nếu rõ được chi tiết thì chỉ trừ địa ngục và trời, tất cả các cõi sanh còn lại đều có ngã ái. Đây lại có hai loại, một là nặng, hai là nhẹ. Nặng là người làm nghiệp ác, nhẹ là người làm nghiệp thiện. Bắc Câu Lô Châu tất cả đều nhẹ. Lại nếu ở sắc giới chết đi đều đủ các căn, nếu ở dục giới chết đi thì theo đó sở hữu các căn hoặc đầy đủ hoặc chẳng đầy đủ. Lại người thanh tịnh giải thoát mà chết gọi là điều thiện chết, người không thanh tịnh không giải thoát mà chết gọi là không điều thiện chết. Lại người khi sắp chết mà làm nghiệp ác, thức đang ở nơi nương tựa dần xả từ phần trên, tức ở từ phần trên cảm giác lạnh theo thức mà khởi, như vậy dần dần xả cho đến tim. Người làm thiện nghiệp, thức đang ở nơi nương dựa dần xả từ phần dưới, tức từ phần dưới cảm giác lạnh theo thức mà khởi, như vậy dần dần xả cho đến tim, nên biết thức sau cùng chỉ từ tim xả, từ đây cảm giác lạnh lan khắp thân. Sao gọi là sống? Do ngã ái đã sanh không gián đoạn, do nhân say đắm hí luận đã huân tập từ vô thỉ, và do nhân nghiệp tịnh bất tịnh đã huân tập làm thể cho kiên nương. Lại ra lực tăng thượng của hai chủng nhân nên từ tự chủng tử, tức là ở chỗ đây trùng hữu dị thuộc được sanh không gián đoạn, đạo lý chết sống diễn ra cùng lúc. Thân trùng hữu đây đều đầy đủ các căn. Kẻ tạo ác nghiệp, chỗ được thân trùng hữu như ánh sáng sắc đen của con dê, hoặc trời đêm âm u. Người tu thiện nghiệp, chỗ được thân trùng hữu như ánh sáng của áo trắng, hoặc trời đêm trong sáng. Lại thân trùng hữu đây có sở hành thiên nhãn cực thành tịnh. Thân trùng hữu bấy giờ ngã ái trước kia lại chẳng hiện hành vì thức đã trụ vậy. Nhưng đối với cảnh giới khởi hí luận ái, tùy theo chỗ sẽ sanh thì thân trung hữu sẽ giống như những hình dạng cảnh giới đó mà sanh. Lại mắt trung hữu giống như thiên nhãn không bị trở ngại, chỉ thấy được chỗ sắp sanh đến, nên hướng đến thì không bị ngăn ngại như được thần thông. Lại do mắt đây nên thấy hữu tình trung hữu đồng lại và thấy chỗ sanh xứ của thân mình. Lại kẻ tạo ác nghiệp, mắt thấy bất tịnh giấu mặt mà đi, nếu sanh về cõi trời thì đi lên, nếu sanh vào cõi người
thì đi ngang. Lại thân trục hữu đây, nếu chưa có được duyên sanh thì nhiều nhất trụ trong 7 ngày, nếu có được duyên sanh thì không quyết định. Nếu đến giới hạn ngày thứ 7 mà chưa được duyên sanh, tức sẽ thọ cảm giác chết đi sống lại, cũng trụ nhiều nhất là 7 ngày. Như vậy chuyển chuyển mà cũng chưa được duyên sanh thì trụ tối đa cho đến 49 ngày, từ đây về sau quyết định được duyên sanh. Lại thân trùng hữu đây chết 7 ngày rồi, hoặc đến sanh ở trong loài này, hoặc do nghiệp khác có thể chuyển mà trùng từ trung hữu chuyển thì sẽ sanh ở trong loài khác. Lại thân trùng hữu đây có vô số tên gọi khác nhau, hoặc gọi là trung hữu do sanh ở khoảng trung gian giữa hai hữu là sanh và tử, hoặc gọi là kiện đạt phược vì tìm mùi hương mà đi, mùi hương là chỗ giúp đỡ nương nhờ, hoặc gọi là ý hành bởi lấy ý làm chỗ y nương nên đến được các sanh xứ vậy. Đây chỉ nói thân đến, chẳng phải tâm duyên mà đến. Hoặc gọi là sanh thú bởi hướng đến sanh hữu mà khởi, nên biết thân trùng hữu có ở tất cả những sanh xứ khác trừ ở cõi vô sắc. Lại kẻ tạo nghiệp ác như giết dê gà heo một loài nào đó do sống ở trong chúng đồng phận với bất luận nghi nên tạo tác nghiệp bất thiện, do nhân duyên đầy cảm ở địa ngục và lại khiến nghiệp đầy cả thêm tăng trưởng kia, lúc bấy giờ giống như trong mộng từ nơi ác nghiệp kia mà được chỗ sanh, trở lại thấy các hữu tình như thế cũng giết dê gà heo, do việc làm đã tập quen trước kia nên lấy làm ưa thích, rong ruổi muốn đến chỗ đó để bị giữ lại trong cảnh giới ấy, trung hữu liền diệt, sanh hữu nối nhau khởi. Kia khi sắp chết như sự chết của trung hữu trước, thấy sắc rối loạn, như vậy đạo lý sanh diệt nên biết như trước. Lại lúc kia sanh chỉ là hóa sanh, nhưng sáu nội xứ đầy đủ, lại khởi tâm đây mà rong ruổi đi đến nơi sắp sanh, ta cùng kia chơi đùa thọ vui, tập các kỹ năng tài nghệ, kia bấy giờ thiên đạo tạo tác trùng trùng sự nghiệp và có cảm giác cảm xúc lạnh nóng, nếu kia lìa vọng kiến khởi nghĩ tướng mạo như vậy còn không muốn hướng đến hảo vốn vãng sanh đến chỗ kia, nếu không hướng đến chỗ đó thì không muốn sanh qua. Đối với sanh vào địa ngục như vậy thì đối với sanh trong quỷ thú khác nên biết cũng vậy, như quỷ biếu cổ, lại sanh trong quỷ bằng sanh người và sanh trong chúng đồng phận trời dục giới hay sắc giới. Khi sắp thọ sanh thấy mình đồng loại với hữu tình rất vừa ý ở xứ sẽ sanh, do đây đối với xứ kia khởi vui muốn liền bị câu thúc đến sanh xứ ấy, đạo lý sống chết nên biết như trước. Lại phải đủ ba yếu tố mới được nhập thai mẹ: một, nơi mẹ điều hòa thuận thích mà lại đúng thời; hai, cha mẹ hòa hợp đều khởi ái nhiễm; ba, lúc đó kiện đạt phược trung hữu đang hiện tại tiền. Lại cũng không có ba loại chướng ngại: một, quá hoạn do đường sanh đẻ gây ra; hai, quá hoạn do trùng tử gây ra; ba, quá hoạn do túc nghiệp gây ra. Quá hoạn do đường sanh đẻ gây ra, tức là đường sanh đẻ bị gió nóng bức bách, hoặc ở trong đường sanh đẻ có dạng như hạt cây ma, hạt lúa mạch, hoặc lại đường sanh đẻ có dạng như xoắn ốc, hoặc bị cong bị uốn khúc, hoặc có uế có trược, hết thảy lại như vậy là quá hoạn do đường sanh đẻ gây ra. Quá hoạn do trùng tử gây ra, tức là cha xuất bất tịnh, mẹ không, hoặc mẹ xuất mà cha không, hoặc cha mẹ đều chẳng xuất, hoặc tinh cha bị hư, hoặc mẹ bị hư, hoặc cha mẹ cùng hư, hết thảy loại như vậy là quá hoạn do trùng tử gây ra. Quá hoạn do túc nghiệp gây ra, tức là hoặc cha hoặc mẹ không tạo tác, không tăng trưởng nghiệp cảm có con, hoặc cả hai lại đều không, hoặc hữu tình kia không tạo tác, không tăng trưởng nghiệp cảm cha mẹ, hoặc cha mẹ kia tạo tác và tăng trưởng nghiệp cảm con khác, hoặc hữu tình kia tạo tác và tăng trưởng nghiệp cảm cha mẹ khác, hoặc nghiệp cảm dòng họ danh giá, hoặc nghiệp cảm dòng họ thấp hèn, hết thảy loại như vậy gọi là quá hoạn do túc nghiệp gây ra. Nếu không có ba loại quá hoạn như vậy, lại thêm đầy đủ ba yếu tố trên sẽ được nhập thai mẹ. Đó là kia đang ở thân trung hữu, tự thấy hữu tình đồng lại với mình hoan lạc vui đùa, khởi mong muốn hy cầu đến nơi sanh xứ ấy. Kia lúc bấy giờ thấy cha mẹ cùng hành tà hạnh, tình huyết xuất ra, bèn khởi điên đảo, chẳng cho là cha mẹ hành tà hạnh với nhau, mà khởi hiểu điên đảo thấy mình tự hành. Do thấy tự hành, rồi liền khởi tham ái. Nếu trung hữu đang hành dục, sẽ là nữ, thì đối với cha bèn khởi tham hội; nếu trung hữu đang hành dục sẽ là nam, từ kia đối với mẹ khởi tham hội. Do đây tiến gần đến chỗ chật hẹp, nếu là nữ thì đối với mẹ muốn thoát ra xa, nếu là nam thì đối với cha cũng vậy. Sanh dục đây rồi, hoặc chỉ thấy nam hoặc chỉ thấy nữ, như vậy dần dần tiến gần sát đến kia, như vậy dần dần chẳng thấy phần khác của cha mẹ, chỉ thấy căn môn nam nữ.
tức là ở xứ đây liền bị cấu thúc đạo lý sống chết nên biết như vậy. Nếu kẻ phước mỏng sẽ dành nhà hạ tiện, kể lúc chết và lúc nhập thai, để nghe trùng trùng âm thanh hỗn loạn và tự vọng thấy đi vào trong rừng, cây tre trúc lau sạch. Nếu kẻ nhiều phước sẽ sanh nhà tôn quý, kia lúc bấy giờ tự mình nghe được các âm thanh tịch tịch du dương khả ý và tự mình vọng thấy hiện tướng đi lên cung điện khả ý. Bấy giờ tham ái cha mẹ đều đến cực điểm, mỗi người xuất một giọt tinh huyết nồng nàn. Hai giọt tinh huyết hòa hợp trụ trong thai mẹ, hợp làm một chỗ giống như sữa chín đông đặc. Ngay lúc này a lại ra thức, chỗ thủ nhiếp dị thục, chỗ nương lãnh thọ và giữ gìn tất cả chủng tử, hòa hợp nương gá vào. Sao gọi là hòa hợp nương gá, tức là chỗ xuất tinh huyết nồng nàn đây, hợp là một rồi, và duyên điên đảo của trung hữu đều diệt. Tức do lực công năng của tất cả chủng tử thức nên có căn phi tế khác cùng đại trùng hòa hợp mà sanh, và các căn khác đồng phận tinh huyết hòa hợp quyện lấy mà sanh. Ở trong lúc này, nói là thức đã trụ kết sanh tương tục, cho nên giai đoạn đây gọi là yết la làm. Trong yết la làm này có đại trùng của các căn, chỉ cùng với thân căn và chỗ căn nương đại trùng cùng lúc sanh. Tức là do lực thân căn đây cùng sanh với đại trùng của các căn, nên các căn như mắt, thứ lớp được sanh. Lại cũng do lực thân căn cùng sanh với đại trùng chỗ căn nương, mà chỗ nương của các căn lần lượt được sanh. Do các căn kia cùng với chỗ các căn nương tựa sanh ra đầy đủ, nên gọi là thành tựu sự nương tựa viên mãn. Lại sắc yết là làm đầy và tâm tâm pháp cùng trung an bình nguy hại, cho nên gọi là nương gá. Do lực nương gá của tâm tâm pháp cho nên sắc chẳng bị hư hoại, sắc bị tổn giảm hay tăng thêm thì tâm tâm pháp cũng bị tổn giảm hay tăng thêm, cho nên nói hi kia cùng trung an bình nguy hại. Lại chỗ nương gá ban đầu của thức yết la lam đây, tức là tim thịt, như vậy chỗ nương gá lúc ban đầu của thức cũng là chỗ xả bỏ sau cùng của thức. Quyển 2, thứ 2, ý địa, phần 2. Lại nữa, tất cả chủng tử thức đây, nếu là pháp bát niết bàn thì hết thảy đầy đủ tất cả chủng tử bồ đề. Nếu là pháp không bát niết bàn thì khuyết ba chủng tử bồ đề, tùy theo sanh xứ mà tự thể sanh trong ấy, chủng tử của tự thể khác thảy đều chuyển theo. Cho nên trong tự thể dục giới cũng có tất cả chủng tử sắc giới, vô sắc giới. Như vậy trong tự thể sắc giới cũng có tất cả chủng tử dục giới, vô sắc giới. Trong tự thể vô sắc giới cũng có tất cả chủng tử dục giới, sắc giới. Lại khi yết la lam dần dần tăng trưởng, thời tên gọi và sắc cùng tăng trưởng ngang nhau, dần dần cho đến đầy đủ rộng lớn tăng trưởng như vậy. Đến khi sự nương tựa được viên mãn, trong đây do địa giới nên tạo sắc nương ở dần dần thêm lớn rộng, do thủy giới nên thu nhiếp giữ gìn khiến chẳng tan, do hỏa giới nên thành thục vững chắc, do không nhuần thấm và do phong giới nên phân biệt, an đặt chi tiết ở mỗi vị trí riêng khác và ổn định. Lại tất cả chủng tử thức ở sanh tự thể tuy có nhân nghiệp tịnh bất tịnh, nhưng chỉ có say đắm hí luận là nhân thủ thắng hơn cả. Ở sanh quả giọng tộc, sắc lực, thọ lượng, vật dụng thì nghiệp tịnh bất tịnh là nhân thủ thắng hơn cả. Lại các phàm phu ở nơi tự thể trên mà chấp là ngã ngã sở cùng khởi ngã bạn, ngã mạn, tất cả bậc thánh chỉ quán là khổ. Lại ở trong thai có tự tánh thọ không khổ không vui nương thức tăng trưởng, chỉ có tánh thọ đây là chỗ thu nhiếp dị thục, tất cả thọ còn lại hoặc do dị thuộc sanh hoặc do duyên cảnh giới sanh. Lại thọ khổ thọ vui và có khi theo duyên hiện khởi và có khi chẳng khởi. Lại thể trùng tử từ vô thỉ đến nay tương tục không dừng, tánh thể trùng tử tuy có từ vô thỉ nhưng do nghiệp tịnh bất tịnh sai biệt huân ước tương tục giấy khởi nên lớp lớp mong muốn giữ lấy quả dị thuộc, nên nói trùng tử kia là mới mới. Nếu đã sanh quả thì nói trùng tử đây là đã thọ quả. Do đạo lý đây sanh tử lưu chuyển tương tục chẳng dứt cho đến chưa bát niết bàn. Lại các chủng tử chưa cho quả hoặc đời sau sẽ sanh hoặc nhiều đời sau sẽ sanh. Tuy trải qua trăm ngàn kiếp, tất cả tự thể từ chủng tử của mình lần lượt sẽ sanh đầy đủ. Tuy sanh quả khác, song vẫn do tự chủng tử của mình sanh. Nếu đạt đến tận giới hạn thọ lượng, bấy giờ chủng tử đây gọi là đã thọ quả. Chủng tử tự thể còn lại chưa cho quả nên không gọi là đã thọ quả. Lại các chủng tử ở trong thân phải thọ dị thục, nếu duyên sai khác thì chẳng thọ, vì thuận theo thọ bất định. Nhưng chủng tử đây cũng chỉ trụ ở vị đây, cho nên trong mỗi một tự thể đều có tất cả tự thể, chủng tử. Nếu ở một xứ có nhiễm dục, tức nói ở tất cả xứ có nhiễm dục. Nếu ở một xứ được ly dục, tức nói ở tất cả xứ được ly dục. Lại chủng tử ở trong các tự thể
Nếu hữu thực phẩm phiền não thù nhiếp thì gọi là thô trọng, cũng gọi là tùy miên. Nếu hữu thực phẩm dị thuộc thù nhiếp và thực phẩm vô ký khác thù nhiếp thì chỉ gọi là thô trọng, chẳng gọi là tùy miên. Nếu hữu thực phẩm thiện pháp như tín, tàm, quý thù nhiếp thì chẳng gọi là thô trọng, cũng chẳng gọi là tùy miên. Vì cớ sao? Bởi khi do sanh pháp này nương tựa nơi tự thể đây duy chỉ có kham chịu, chẳng phải không kham chịu, cho nên tất cả sự nương tựa tự thể là chỗ thô trọng đi theo, là chỗ thô trọng sanh ra, là tự tánh thô trọng, cho nên chư Phật Như Lai kiến lập là khổ, gọi là hành khổ. Lại các chủng tử có nhiều tên gọi khác nhau, đó là giới, chủng tánh, tự tánh, nhân, tát ca gia, khí luận, a lại gia, thủ khổ. Nơi nương ở của tát ca gia kiến, nơi nương ở của ngã mạn. Lại khi bát niết bàn, các hành đã được chuyển y thành tịnh, thì tất cả chủng tử pháp nhiễm ô, nương ở được chuyển xả, còn tất cả chủng tử pháp thiện vô ký chuyển khiến duyên khuyết, chuyển được nội duyên tự tại. Lại ở trong thai trải qua 38 tuần, tất cả chi phần của thai tạng thải đều đầy đủ, từ đây về sau trải qua 4 ngày nữa mới được sanh ra. Như trong kinh nhập thai, Đức Bảo Xà Phạm đã thuyết rộng, nếu thời gian thai trải qua 9 tháng hoặc hơn 9 tháng thì gọi là sanh giả tháng, nếu trải qua 8 tháng chỉ gọi là sanh đủ tháng, nếu trải qua 7 tháng 6 tháng thì gọi là sanh thiếu tháng. Lại nói về giai đoạn của 6 thời kỳ trong thai tạng, nhờ thức ăn của mẹ sanh ra vị nhuần thấm thô mà thai được nuôi dưỡng. Trong giai đoạn cực nhỏ của Yết La Lam, nhờ vị nhuần thấm vi tế mà được nuôi lớn. Lại nữa, thai tạng đây có 8 giai đoạn sai biệt. Những gì là 8? Đó là giai đoạn Yết La Lam, giai đoạn Át Bộ Đàm, giai đoạn Bế Thi, giai đoạn Kiện Nam, giai đoạn Bát La Sa Khư, giai đoạn Tóc Lông Móng, giai đoạn Căn, giai đoạn Hình. Nếu bên ngoài đã kết ngưng, chi tiết bên trong lòng nhỏ gọi là Yết La Lam. Nếu trong sền sẹt như sữa đặc chưa đến giai đoạn thịt gọi là Át Bộ Đàm. Nếu đã thành thịt nhưng rất mềm gọi là Bế Thi. Nếu đã dày cứng chắc, chịu được sự xúc chạm chút chút gọi là Kiện Nam. Thịt có thể cầm nắm tăng trưởng cho đến tướng chi phần hiện gọi là Bát La Sa Khư. Từ đây về sau, tóc lông móng hiện ra gọi là giai đoạn tóc lông móng. Kể đến các căn mắt sanh ra gọi là giai đoạn căn. Tiếp theo là chỗ của các căn nương tựa hiện ra rõ ràng gọi là giai đoạn hình. Lại ở trong thai tạng, hoặc do nghiệp lực đời trước, hoặc do sinh hoạt của người mẹ không kiên cữ, không quần bình, nên gió thuận theo đó phát sanh, khiến thai tạng đây hoặc tóc, hoặc sắc, hoặc da, hay chi phần khác bị biến dạng cho đến lúc sanh ra. Biến dạng của tóc do đời trước gây tạo nghiệp ác bất thiện, mà năng chiêu cảm việc đây cũng do duyên hiện tại người mẹ có thói quen hoặc ăn hoặc uống nhiều vị mặn như muối khiến thai tạng đây, tóc lông thưa thớt. Biến dạng của sắc do nghiệp nhân như trước đã nói, cũng do duyên hiện tại người mẹ có thói quen thích gần chỗ nóng khiến thai da đen sậm, hoặc do người mẹ có thói quen ưa gần chỗ rất lạnh khiến da thai tạng xanh sắc trắng bạch, hoặc do người mẹ ăn nhiều thức ăn nóng khiến thai tạng kia xanh sắc đỏ đậm. Biến dạng của da do nghiệp nhân như trước đã nói, cũng do duyên hiện tại người mẹ có thói quen nhiều dâm dục khiến thai tạng có da xấu hoặc bị nấm da ghẻ lở củi hủi khi sanh ra. Biến dạng của chi phần do nghiệp nhân như trước đã nói, cũng do duyên hiện tại người mẹ thường hay chạy nhảy không kiêng cử, không quân bình, khiến chi phần của các căn của thai tạng bị khuyết tật khi sanh ra. Lại thai tạng nếu là con gái thì ở bên hông trái của mẹ, tựa lưng vào xương sống hướng mặt ra phía bụng. Nếu là con trai thì ở bên hông phải của mẹ, tựa lưng vào bụng hướng mặt về xương sống. Lại khi thai đã đủ ngày đủ tháng, người mẹ không thể chịu đựng được trọng lượng của thai. Lúc ấy gió bên trong phát sanh đau đớn vô cùng. Lại nghiệp báo phát khởi, gió phần xanh giấy khởi khiến thai đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên, vỏ bọc thai bên trong hướng đến sản môn. Đến thời kỳ thích hợp để ra ngoài, vỏ thai bị rách phân làm hai nách. Khi ra sản môn gọi là giai đoạn tránh xanh, sau khi xanh, lần lượt phần cảm xúc được xanh, chỗ gọi nhãn xúc cho đến ý xúc. Kế đến bị cuốn vào các sự nghiệp thế gian, đó là học theo cách thức nói năng thế tục. Khi trưởng thành lại quyện đắm gia thất dòng tộc để duy trì nòi giống. Khi các căn đã khéo léo thuần thục lại tạo dựng các sự nghiệp công xảo ở thế gian, tiếp tục thọ dụng các cảnh giới, chỗ gọi sắc hoặc khả ái hoặc chẳng khả ái, ở đây thọ khổ hay thọ vui là do nghiệp nhân đời trước hoặc do duyên hiện tại.
tùy theo chỗ dẫn dắt của duyên hoặc trôi dạt theo năm đường hoặc hướng đến niết bàn. Lại các hữu tình khi sanh có thể có tự thể đồng dạng với chúng hữu tình ở nơi sanh đó, và hữu tình mới sanh ở trong chúng hữu tình đây gây làm bốn chủng duyên: một, chủng tử làm chỗ dẫn dắt; hai, thức ăn nuôi dưỡng; ba, theo đuổi hấp thụ giữ gìn; bốn, huân tập thần ngữ nghiệp. Duyên thứ nhất tức là do tình huyết cha mẹ làm chỗ dẫn dắt. Duyên thứ hai tức là kia đã sanh tự biết làm theo những gì mình muốn, như cầu ăn uống, lấy đây nuôi dưỡng thân. Duyên thứ ba tức là kia thường chuyển chuyển theo đuổi ý thích của mình, truyền trí giữ gìn khiến không phát khởi, làm hạnh phi thời và hạnh không bình đẳng. Duyên thứ tư tức là kia học tập các sự nghiệp thế tục. Tất cả điều trên chỉ khiến chủng loại được tồn tại rộng lớn và khiến các căn thành thục. Các sự việc tiếp diễn lần lượt như vậy mãi, cho nên các loại hữu tình từ vô thủy đến nay thọ khổ thọ vui, chưa từng thu được pháp ra khỏi khổ vui, cho đến chư Phật chưa chứng Bồ Đề cứ như vậy chuyển chuyển. Nếu từ người được nghe chánh pháp cùng bên trong chánh tư duy mới có thể lậu tận, câu nghĩa như vậy rất khó hiểu. Đó là ta không có hoặc phần hoặc ai hoặc sự việc, ta cũng đều chẳng phải hoặc phần hoặc ai hoặc sự việc. Như vậy đã tóm lược phần trong sanh tử. B. Phần ngoài sanh tử. Sao gọi là hoặc hoại hoặc thành của phần ngoài sanh tử? Đó là do sự tạo tác của các hữu tình mà năng chưa cảm nghiệp thành hay nghiệp hoại. Nếu hiện tiền năng cảm nghiệp hoại, lúc ấy liền có duyên hoại bên ngoài giấy khởi. Đây là do phần ngoài thảy đều tan hoại, không như phần trong là do thọ lượng tận. Vì cớ sao? Tất cả phần ngoài là chỗ có sắc thô được bốn đại tạo thành, thường trụ tương tục, không như phần trong. Lại nghiệp chiêu cảm thành khí thế gian, nghiệp đây quyết định năng dẫn kiếp được trụ, chẳng tăng chẳng giảm, cũng có loại hữu tình thời gian không quyết. Vì cớ sao? Do kia tạo tác chủ chủ nghiệp, hoặc quá một kiếp hoặc lại giảm cho đến một tuổi. À, thế gian họa. Kiếp họa do ba thứ tai họa: một, hỏa tai, hoại thế gian tuổi địa ngục vô gián cho đến trời phạm thế; hai, thủy tai, hoại tất cả cho đến trời đệ nhị tĩnh lự; ba, phong tai, hoại tất cả cho đến trời đệ tam tĩnh lự. Trời đệ tứ tĩnh lự không tai họa nào có thể hoại được, do các trời kia thân và cung điện cùng sanh cùng diệt, pháp thiên duyên cũng không thể hoại. Lại ba tai hoại không thể hoại là đảnh đệ nhị tịnh lự, đệ tam tịnh lự và đệ tứ tịnh lự. Lại thế gian đây có 20 trùng kiếp hoại, 20 trùng kiếp đã hoại rồi không, 20 trùng kiếp thành, 20 trùng kiếp đã thành rồi trụ. Như vậy tổng cộng là 80 trùng kiếp giả lập là một đại kiếp. Lại chư thiên có phạm thế thọ mạng một kiếp, đây hoại sau cùng nhưng cũng hình thành sớm nhất. Nên biết thời gian kiếp đây kiến lập khác nhau, tức là trời phạm chúng thì 20 trùng kiếp hợp là một kiếp. Căn cứ kiếp đây mà kiến lập thọ mạng, trời phạm tiền ích thì 40 trung kiếp hợp làm một kiếp. Căn cứ kiếp đây mà kiến lập thọ mạng, trời đại phạm thì 60 trung kiếp hợp làm một kiếp. Căn cứ kiếp đây mà kiến lập thọ mạng. 1. Hỏa tai năng hoại thế gian. Có một thời hữu tình thế gian thọ mạng vô hạn, từ đây giảm dần cho đến thọ mạng còn 80.000 tuổi. Chúng hữu tình kia lại thọ hành pháp bất thiện, nên thọ mạng tiếp tục giảm dần cho đến 10 tuổi. Bấy giờ hữu tình kia lại có tâm chán lìa nên thọ hành phát thiện. Do nhân duyên đây thọ mạng lại tăng dần cho đến 80.000 tuổi. Thọ mạng một lần giảm một lần tăng như vậy, hợp thành một trung kiếp. Lại trung kiếp đây có ba chủng tai họa nhỏ xuất hiện, đó là đói khát, bệnh tật và đau binh. Tai họa đói khát xuất hiện khi người thọ 30 tuổi. Đương lúc bấy giờ, thức ăn uống tinh diệu chẳng thể có trở lại, chỉ nấu nướng xương bụng rồi tụ tập lại ăn uống. Nếu gặp được một hạt gạo, lúa mì hay một hạt cỏ cũng được người ta xem như châu báu, dùng dương hòm bỏ lúa trong ấy để gìn giữ cẩn thận. Các hữu tình kia phần nhiều không có khí lực, nếu bị ngã nhào xuống đất chẳng thể đứng dậy. Do tai họa đói đây không có đầy đủ lương thực nên hữu tình chết gần hết. Tai họa đây trải qua 7 năm 7 tháng 7 ngày 7 đêm mới qua khỏi. Các hữu tình kia bây giờ tụ tập lại bền bàn luận khởi niệm chán lìa tai họa bậc hạ. Do nhân duyên đây tuổi thọ chẳng bị thối giảm nên tai họa đói khát liền dứt. Nếu khi người tuổi thọ còn 20 tuổi thì tâm niệm chán tai họa xưa kia nay buông bỏ, cho nên bấy giờ có nhiều bệnh chuyển nhiễm khí chướng ôn dịch, tai họa lan tràn, chết khiến sợ hãi nối tiếp sanh. Các hữu tình kia mắc phải các bệnh đây nên chết rất nhiều. Tai họa bệnh tật như vậy trải qua 7 tháng 7 ngày 7 đêm mới qua khỏi. Các hữu tình bấy giờ lại cùng nhau tụ họp bàn luận khởi niệm chán lìa tai họa bậc trung. Do nhân duyên đây thọ mạng không bị thối giảm
nên tai họa bệnh tật liền dứt. Khi người thọ 10 tuổi thì tâm niệm chán lìa tai họa xưa kia nay buông bỏ. Bấy giờ hữu tình chuyển gặp gỡ, mỗi mỗi khởi tâm giết hại nhau. Do nhân duyên đây, chỉ cầm cỏ cây cùng với ngói đá trên tay đều biến thành đao kiếm sắc bén. Dùng đây để giết hại tương tàn lẫn nhau nên chết gần hết. Tai họa đao binh như vậy trải qua nhiều nhất 7 ngày mới qua khỏi. Và lúc bấy giờ hữu tình lại có 3 chủng rất cực suy tổn. Đó là thọ mạng suy tổn, thân nương tựa suy tổn và vật dụng suy tổn. Thọ mạng suy tổn, thọ mạng tối đa là 10 tuổi. Thân nương tựa suy tổn, thân thể to lắm chỉ bằng một nắm tay. Vật dụng suy tổn, hữu tình bấy giờ trong tất cả loại thức ăn, lấy tóc lúa nhỏ bé là thức ăn ngon nhất. Trong tất cả loại y phục, lấy tóc làm y phục là đẹp nhất. Trong tất cả đồ trang sức, lấy sắt làm đồ trang sức là hoàn mỹ nhất. Năm chủng thượng vị là tô, mật, dầu, muối, đường, mía, thảy đều ẩn mất. Bây giờ hữu tình triển truyền tụ tập họp bàn khởi chán đìa tai họa bậc thượng nên tuổi họ không bị thối giảm. Lại năng xả bỏ pháp ác bất thiện đã làm thọ mạng bị tổn giảm, vâng làm theo thiện pháp nên thọ mạng tăng trưởng. Do nhân duyên đây nên thọ mạng sắc lực giàu có vui vẻ tự tại đều dần dần tăng trưởng cho đến thọ mạng 80.000 tuổi. Như vậy 20 lần giảm 20 lần tăng hợp lại làm 40 tăng giảm thì ra khỏi kiếp trụ. Trong đợt tăng cuối cùng, bấy giờ hữu tình Na Lạc Ca chỉ chết chẳng sanh, như vậy dần dần cho đến chết hết. Nên biết gọi là thế gian Na Lạc Ca bị hoại. Như thế gian Na Lạc Ca bị hoại thì thế gian bảng sanh ngạ quỷ bị hoại cũng lại như vậy. Đương lúc bấy giờ, trong loài người có một hữu tình tự nhiên đắc được pháp đệ nhị tịnh lự. Các hữu tình khác xoay vần theo đây học tập cũng lại như vậy. Từ đây chết rồi, đều sanh đồng phận trong chúng trời cực tịnh quang. Nên biết lúc bấy giờ gọi là thế gian loài người hoại. Như có người thì có trời cũng vậy. Đường lúc bấy giờ, nơi cư trú của thế gian vũ thú năm đường, không một hữu tình nào được sanh, tất cả vật dụng cũng không có. Chẳng phải chỉ có vậy mà ngay cả mưa cũng không. Do không có mưa nên cỏ cây rừng rậm trên mặt đất thảy đều khô héo. Lại không có mưa điều hòa nên nhiệt mặt trời càng thêm nóng bức. Lại nhiều các hữu tình năng cảm kiêu hoại được tăng thượng và nương sáu sự vị thiêu đốt. Lại có sáu mặt trời lần lượt xuất hiện. Các mặt trời này sức nóng so với mặt trời cũ đã vượt hơn 4 lần. Như vậy đã có 7 mặt trời và sức nóng tăng 7 lần. Sao gọi là sáu sự bị thiêu đốt? Một, hầm hố, mương rãnh lớn nhỏ do sức nóng của mặt trời thứ hai làm khô kiệt. Hai, sông lớn sông nhỏ do sức nóng của mặt trời thứ ba làm khô kiệt. Ba, ao lớn vô nhiệt do mặt trời thứ tư làm khô kiệt. Bốn, đại hải do mặt trời thứ năm và một phần mặt trời thứ sáu làm khô kiệt. 5 và 6, núi Tomelo và đại địa thể rắn chắc bị thiêu đốt bởi phần còn lại của mặt trời thứ 6 và mặt trời thứ 7. Lại, ngọn lửa đây bị gió thổi bùng lên hừng hực bốc cháy dữ dội cho đến trời phạm thế. Như vậy tóm được, làm 3 sự việc. 1. Do thiếu nước gây ra khiến cỏ cây không có nước bị khô héo. 2. Do sự cố về nước, tức là năm thứ nước bị khô cạn. 3. Do thể bền chắc, hằng tương tục trụ, bị hai mặt trời thiêu đốt. Do đây tất cả thế giới đều bị thiêu cháy, cho đến cho tàn cùng với hình ảnh sót lại cũng không còn, như kinh đã thuyết rộng, từ đây gọi là khí thế gian đã hoại, đầy đủ 20 chung kiếp hoại như vậy, lại đến 20 chung kiếp trụ. 2. Thủy tai, đã qua 7 hỏa tai rồi, ở trong đệ nhị tĩnh lự có thủy giới đồng sanh khởi, khí thế gian hoại, như muối bị nước làm tan hoại, thì thủy giới và khí thế gian đây đồng thời cùng mất. Như vậy mất rồi, kế đến là 20 chung kiếp trụ. 3. Phong tai, đó là cứ qua 7 thủy tai rồi lại tiếp đến 7 hỏa tai, rồi liền theo đó ở trời đệ tam tịnh lự có phong giới câu xanh nổi lên, hủy hoại khí thế gian. Như gió thổi làm khô mọi vật, lại năng làm tiêu tan tất cả. Phong giới và khí thế gian đây đồng thời đều mất, vì cớ sao? Như có thể thấy, do gió thổi mà xương cốt thảy đều tiêu tan, từ đây họa rồi kế đến là 20 chung kiếp trụ. Như vậy đã lược thuyết thế gian đã hủy hoại.